Xin chào các bạn. Các bạn có thích chơi cờ vua không? Riêng mình thì mình rất thích. Mình đang tập chơi cờ vua. Lát nữa các bạn sẽ thấy 35 bạn thi với đại kiện tướng Từ Hoàng Thông, Từ Hoàng Thái. Nào chúng ta hãy cùng xem các bạn tiểu học thi đấu nhé. Buổi thi đã kết thúc rồi, trong niềm vui phấn khởi của chúng mình. Hai, tuy là không thắng được hai chú Từ Hoàng Thông và Từ Hoàng Thái, nhưng các bạn hãy chờ mình nhé, mình sẽ cố gắng để làm đại kiện tướng của cờ vua. Thôi, hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.